Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin Trước Ống Kính trên sóng truyền hình BRT. Tôi là Nhật Trường sẽ kết nối cùng quý vị hôm nay. Bây giờ mời quý vị cập nhật tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân huyện Đất Đỏ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đối với bị cáo Võ Văn Tâm, 27 tuổi, ngụ tại khu phố Phước Thới, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đất Đỏ, vào khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2020, Võ Văn Tâm điều khiển xe mô tô đến xã Tam Phước, huyện Long Điền, gặp người đàn ông tên Phong, chưa xác định được nhân thân, lai lịch, mua ma túy đá với giá 300.000 đồng về để sử dụng. Khoảng 14 giờ 40 phút, khi Tâm đang điều khiển mô tô trên tuyến đường nông thôn thuộc khu phố Phước Trung, thị trấn Đất Đỏ, thì bị công an thị trấn Đất Đỏ phối hợp với công an huyện Đất Đỏ kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ 0,3066 gam ma túy đá trên. Tại phiên xét xử, xét thấy bị cáo Võ Văn Tâm đã thành khẩn cúi đầu nhận tội, áp dụng điểm C khoảng 1 điều 249 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Võ Văn Tâm 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á hơn 8.800 tỷ đồng. Phiên tòa xét xử ngày hôm nay là giai đoạn 2 của vụ án. Sau khi cơ quan điều tra bổ sung những chứng cứ mới, trong giai đoạn 1 được đưa ra xét xử vào tháng 7 năm 2020, ông Trần Phương Bình bị tuyên phạt án chung thân. Nhưng sau 3 tuần xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP.HCM bất ngờ trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kết quả sau khi điều tra lại, xác định được trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và những người liên quan thực hiện hành vi gây thiệt hại hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị âm 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn 47.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, để hạn chế tỷ lệ oan sai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung những điểm mới về tội bức cung, dùng nhục hình quy định tại điều 374-373. Mới đây, ba sĩ quan công an thị trấn Vĩnh Tuy cùng hai công an viên của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã bị truy tố và bắt tạm giam để điều tra sau khi bị phát hiện có hành vi bức cung, dùng nhục hình trong công tác thẩm tra, xét hỏi, thẩm vấn bị can. Khoảng 2 điều 373 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo thông tin điều tra ban đầu, trong quá trình làm việc với một nghi phạm, Đặng Thế Đông và hai công an viên đã có hành vi tát bẻ tay ra sau lưng, dùng còng số 8 treo hai tay lên tường, dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của nghi phạm gây cháy bỏng móng tay. Sáng nay 19 tháng 11 tại thành phố Sơn La, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 xảy ra ở Sơn La. Trước đó, ngày 14 tháng 10 năm 2020, thì phiên tòa đã bị hoãn do vắng luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Khoa. 4 bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án gian lận thi cử tại Sơn La được đưa ra xét xử gồm Trần Xuân Yến, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Lò Văn Huynh, nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo là bà Lê Thị Thanh Yến và ông Lê Thanh Sơn, là vợ và em vợ bị cáo Lò Văn Huynh. Trước đó, bị cáo Trần Xuân Yến kháng cáo cho rằng bản thân không phạm tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ như quy kết nên đã làm đơn kháng cáo. Bị cáo Lò Văn Huynh, nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La kháng cáo cho rằng bị cáo không nhận hối lộ số tiền 1 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Minh Khoa. Bị cáo Nguyễn Minh Khoa, nguyên phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La kháng cáo cho rằng bị cáo không đưa hối lộ số tiền 1 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La kháng cáo cho rằng trong vụ việc này bị cáo không có vai trò đáng kể. Theo chương trình, phiên tòa diễn ra đến ngày 20 tháng 11. Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức khám nghiệm hiện trường,
đồng thời trích xuất camera để điều tra làm rõ một vụ nam thanh niên đột nhập nghi dùng súng cướp ngân hàng vừa xảy ra trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin trước ống kính. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp thực hiện. Để theo dõi lại những thông tin đã phát trên sóng truyền hình, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ brt.vn hoặc kênh YouTube BRT Go. Chúng tôi mong nhận được thông tin đóng góp cũng như là ý kiến góp ý của quý vị gửi về hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai trên kênh truyền hình BRT.